Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Huệ Phương Duyên sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, hàng tuần tại Bồ Đề Phật Quốc, ngoài những giờ thiền tập, trì chú, tụng kinh và học Pháp, các Phật tử còn được nghe Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng kinh Đại Bát Niết Bàn vào 8 giờ tối thứ ba qua Bồ Đề Phật Quốc TV và vào 10 giờ sáng Chủ nhật tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần tóm lược nội dung của các bài giảng vừa qua. Khởi đầu của phẩm thứ 17, Đại chúng sở vấn, là thời điểm Phật sắp đi vào Niết Bàn. Từ trên mặt của Thế Tôn phóng ra những ánh sáng màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, chiếu trên thân ông Thuần Đà. Thượng tọa giải thích, trên mặt là tượng trưng cho pháp nhãn, biểu thị sự trí tuệ, nhìn nhận về giáo nghĩa giải thoát. Các thứ ánh sáng là tượng trưng cho cảnh giới lục đạo luân hồi, được ánh sáng này đóng bích lại. Đây là ý nghĩa thâm sâu trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay chúng sanh phải chịu nhận quả khổ đau là do đã tạo nhân không lành trong quá khứ. Giờ đây dừng lại không gây thêm nhân nữa thì không có quả để sanh, tức là giải thoát. Ông Thuần Đà nhờ gặp hào quang của Phật mà biết đã đến lúc phải mang những thực phẩm đến rừng Ta La sông Thọ để cúng dường Đức Phật lần cuối cùng và chúng tỳ kheo. Hành bố thí cúng dường đến Tam Bảo là công đức tối thắng, là nền tảng giúp chúng ta ra khỏi luân hồi mà hướng tới cảnh giới vô thượng. Chư thiên và đại chúng cõi trời đều tiếp nhận vô lượng vô biên ánh sáng của Đức Phật phóng ra. Đây là lòng từ bi của Phật đối với tất cả chúng hữu tình còn đang trôi lăn trong sanh tử. Ông Thuần Đà thanh tịnh thành kính dâng cúng Phật, đấng cao thượng vô song, cho nên tâm ông dẫn tới cảnh trang nghiêm tốt đẹp mà kinh mô tả như cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Lại một lần nữa, ông Thuần Đà sầu lo buồn và ngưỡng cầu Đức Như Lai, xót thương mà trụ thế thêm một kiếp nữa để đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Phật dạy, muốn Đức Phật ở lâu nơi đời, phải nên mau dâng cúng dường lần cuối cùng. Nghĩa là, những ai làm đúng như lời Phật dạy, thì mới có thể giữ gìn giáo pháp mãi trường tồn nơi thế gian. Chúng ta tu tập theo kinh điển, cùng chung Tây Hoàng Dương Chánh Pháp, thì đó là làm pháp thân huệ mạng Như Lai được trường cửu ở đời. Ngược lại, ai sống lìa xa Chánh Pháp, không thuận theo lời Phật dạy, hành động trong vọng tưởng phàm phu, tức là tự hủy hoại chân thân của Phật. Đại chúng thấy Phật thọ nhận sự cúng dường của ông Thuần Đà mà sanh tâm buồn khổ, thấy mình vô phước uổng công trần thiết. Đây là tâm lý ganh tị của phàm phu, kể cả chư thiên, là điều thường xảy ra trong cuộc sống. Phật vì lòng đại bi làm cho đại chúng mãn nguyện, nên bằng thần lực hóa thân của Phật mà nhận lãnh tất cả sự cúng dường của mọi người. Thích Ca Như Lai tự thân thọ nhận phần của Thuần Đà dân cúng, giúp cho ông được công đức thù thắng để thành tựu giải thoát. Phật đã tùy nghi ứng cúng làm cho ông Thuần Đà thấy mình có đầy đủ công đức, khiến ông vui mừng hớn hở. Tất cả đại chúng ai nấy cũng đều hoan hỷ là được Phật thọ nhận sự cúng dường của mình. Đây là điểm hay mà người con Phật phải nên học theo trước lòng đại bi của Đấng Từ Phụ. Khi thọ nhận những phẩm vật cúng dường từ người khác, không nên có sự kén chọn. Chư thiên, mọi người, Atula, vân vân, khóc lóc buồn khổ, vì thế gian từ nay sẽ mất đi bậc điều ngự vô thượng, chẳng khác nào người không còn con mắt. Họ buồn là vì tương lai sẽ mất đi ánh sáng mặt trời, mất đi chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Chỉ có giáo pháp Phật mới cho chúng sanh đôi mắt trí tuệ để soi sáng ra khỏi trầm luân, liễu sanh thoát tử. Đức Thế Tôn vì muốn an ủi tất cả đại chúng chớ có nên buồn rầu, than thở mà nói bài thi kệ với đại ý rằng Phật đã nhập nơi Niết Bàn trong vô lượng kiếp, chứ không phải mới cho đến ngày nay. Do vậy mà Ngài luôn thường hưởng an vui vô thượng. Phật hôm nay diệt độ
là một hình thức thị hiện theo định luật vô thường. Thế Tôn khuyên đại chúng phải nên tu pháp thường trụ bất sanh bất diệt, đó mới thật sự đem lại hạnh phúc an ổn. Giả sử trong thế gian có những điều kỳ diệu và hy hữu xuất hiện, chúng sanh không cần đến Phật nữa thì Ngài mới vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Như Lai với lòng từ bi vô hạn thương tất cả chúng sanh đều như La Hầu La không khác. Tuy hình ảnh Thế Tôn đi vào diệt độ nhưng Tam Bảo vẫn còn ở đời. Chúng ta hộ trì Tam Bảo có nghĩa là chúng ta hộ trì chánh pháp của Như Lai. Tiếp theo kinh văn, Đức Phật nói với bốn chúng đệ tử: hãy y cứ theo thệ nguyện tối thượng của Như Lai mà tự phát nguyện. Thượng tọa giảng rằng Đức Như Lai có rất nhiều đại nguyện, mà đại nguyện sơ khởi nhất là của một hữu tình tên là Quảng Chức, đang bị đọa trong địa ngục vì trong quá khứ cũng đã từng là một người con bất hiếu. Do thấy bạn mình thân đau yếu cũng không khỏi bị sự trừng phạt vô cùng khốn khổ mà sanh lòng trắc ẩn, nên phát đại nguyện nhất định tu hành để mau thành tựu Phật đạo, đến cõi đời đầy ngũ trược ác thế, bằng tâm từ bi hỷ xả để cứu độ chúng sanh nơi đó, biết lánh ác làm lành, học theo sự phát nguyện của Phật. Khi thấy chúng sanh đau khổ, hãy xông vào cứu giúp, không né tránh mà đi tìm sự an vui hạnh phúc riêng cho mình. Phật nhờ làm theo đại nguyện mà tác thành tâm vô ngã. Trong tinh thần vô ngã thì không còn sự giới hạn về không gian và thời gian nữa. Khi sống trong đại nguyện thì mọi nghịch cảnh sẽ mau chóng vượt qua, nên hãy nghĩ và làm như Phật. Người phát đại nguyện phải bằng trí tuệ, có sự chuẩn bị để có đủ sức chịu đựng, giữ tâm kiên cố mà không thoái thất tâm nguyện của mình, giữ vững cho đến khi thực hiện xong đại nguyện, sẽ nhận được quả báo công đức thù thắng nơi thế gian. Phật cho rằng đó là người không có ngu si, có đầy đủ phước báo rồi, có thể thọ nhận sự cúng dường, còn tham đắm trong lợi dưỡng, cúng dường sẽ bị đọa lạc vào khổ cảnh. Nguyện lực rất quan trọng, là ước nguyện kiên cố, nên phát nguyện là để có hướng đi, để có lối về. Chân tánh của Tam Bảo là thanh tịnh, là thường trụ bất diệt, là hạnh phúc an vui, là không còn luân hồi đọa lạc. Nếu không quan sát được như vậy, thì cũng ví như kẻ nghèo cùng. Do thức tụ trong thân tứ đại mà ở mãi trong luân hồi sanh tử, chịu nhiều cơ cực thống khổ như một kẻ cùng tử. Lời Phật dạy khiến đại chúng vui mừng hoan hỷ, mọi việc đều tùy thuận nhẹ nhàng, dễ dàng chấp thuận, nhu nhuyến vui vẻ, tâm đầy đủ sự sáng suốt sẽ vượt qua ngũ triền cái. Khi không còn sự phân biệt cao hạ, sẽ làm cho tâm của hội chúng mát mẻ thanh tịnh, biết Phật là thường trụ, do đó đại chúng trỗi kỹ nhạc, trống trời, hương hoa lên cúng dường Phật và đều cùng cảm nhận thấy được điều hy hữu. Tâm chư Phật là vô ngã nên dù số đông vô lượng vô biên cùng thấy không gian thật bao la, di chuyển không hề chướng ngại, tất cả cảnh là đều do tự tâm. Vô lượng chư Phật với đầy đủ 32 tướng, 80 thứ tốt trang nghiêm nơi thân là do Phật hóa hiện ra, đem lại lợi ích vui mừng cho tất cả chúng sanh. Thượng tọa giảng rằng, chúng sanh phải dựa vào điều thấy, nghe, cảm biết để hình thành trong tâm những thông tin, khái niệm, nên cái biết luôn nằm trong giới hạn dựa trên các pháp hữu vi. Thế gian là sự băng hoại, hữu hình thì hữu hoại, là vô thường, nên chúng sanh chỉ thấy Phật sinh ra rồi Phật nhập Niết Bàn. Cảnh giới vi mật của Phật vượt khỏi khái niệm ngôn ngữ là siêu hiện tượng, nên chúng sanh không thể thấy được cõi chứng đắc của Phật. Trong thân ngũ uẩn, khi sắc bị hủy hoại thì các uẩn còn lại trở nên vô hình. Ai loại trừ được những chướng ngại của sắc thì thấy được hình hài của thọ tưởng hành thức như thế nào, để biết mình sẽ được dẫn sinh về đâu. Đó là cái thấy của các vị đại Bồ Tát, cũng là thấu biết Đức Như Lai là thường trụ. Phật vì muốn đem lại sự sáng suốt lớn cho chúng sanh trong đời vị Lai mà tuyên nói Kinh Đại Bát Niết Bàn này. Kính thưa quý vị, Bồ Đề Phật Quốc có chương trình học Kinh Đại Bát Niết Bàn trực tuyến vào thứ ba hàng tuần lúc 8 giờ tối trên Bồ Đề Phật Quốc TV và vào các chủ nhật bắt đầu từ 10 giờ sáng. Kính mời quý vị tham gia các ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc
tinh tấn học Pháp và thực hành Pháp Phật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta trên con đường tu tập đạo giác ngộ. Muốn biết thêm chi tiết về các buổi tu học hoặc phát tâm cúng dường cho các chương trình Hoằng Pháp, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc Tọa Lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.